Chương trình lễ truy điệu, lễ đưa tang và an táng đồng chí Phan Thị Trình xin phép được bắt đầu. Kính thưa hương hồn đồng chí Phan Thị Trình, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, huy hiệu 55 năm tuổi Đảng. Kính thưa ban tổ chức lễ tang và gia đình tang chủ. Kính thưa các ông, các bà là bạn bè thân bằng quý hữu gần xa của gia đình, thưa toàn thể bà con nhân dân. Đã đến thời gian buổi lễ, xin mời người thân, gia đình tập trung về nơi linh sàng. Kính đề nghị các đồng chí trong ban tang lễ đứng vào vị trí theo quy định. Xin mời các ông bà cao tuổi đứng hàng thứ hai, các đại biểu, các cá nhân, đại diện các tổ chức, các cơ quan đơn vị và nhân dân tập trung về nơi tổ chức lễ truy điệu và ổn định vị trí để đảm bảo buổi lễ diễn ra trang nghiêm và thành kính. Ban tổ chức lễ tang kính đề nghị các đại biểu, các cá nhân có điện thoại di động để ở chế độ im lặng. Buổi lễ xin phép được bắt đầu. Kính thưa gia đình tang chủ, thay mặt ban tổ chức lễ tang, tôi xin thông báo chương trình lễ truy điệu, lễ đưa tang và an táng như sau. Về lễ truy điệu gồm có các nội dung sau: 1. Tuyên bố mở đầu lễ truy điệu. 2. Thông báo quyết định thành lập ban tổ chức lễ tang. 3. Giới thiệu, thông báo tình hình tổ chức lễ viếng của các đoàn đại biểu và cá nhân. 4. Thay mặt ban tổ chức lễ tang đọc lời điếu. 5. Đại diện gia đình phát biểu ý kiến. Về lễ đưa tang và an táng được thực hiện sau khi kết thúc lễ truy điệu theo quy định. Đã đến thời gian tiến hành, thay mặt ban tổ chức lễ tang, tôi xin tuyên bố lễ truy điệu đồng chí Phan Thị Trình xin phép được bắt đầu. Kính thưa ban tang lễ và gia đình tang chủ, kính thưa toàn thể nhân dân, các cơ quan ban ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội trong và ngoài phường Chùa Hang. Trong thời gian đồng chí Phan Thị Trình lâm bệnh nặng, mặc dù đã được gia đình, họ hàng, bạn bè, y bác sĩ đã tận tình chăm sóc cứu chữa, song do tuổi cao, bệnh trọng, sức khỏe yếu, đồng chí đã ra đi vào hồi 22 giờ 05 phút ngày 10 tháng 2 năm 2022, tức ngày 10 tháng 2 năm Nhâm Thìn, hưởng thọ 81 tuổi. Hôm nay chúng ta có mặt tại đây để tiễn đưa người đảng viên Cộng sản, một người công dân mẫu mực, một người vợ, người bà, người mẹ kính yêu, thân yêu của gia đình về cõi vĩnh hằng. Kính thưa toàn thể nhân dân, ngay sau khi nhận được thông báo của gia đình cấp ủy chi bộ 11, nơi đồng chí đang tham gia sinh hoạt, và tổ dân phố 11, nơi đồng chí đang sinh sống, đã báo cáo ban chấp hành đảng bộ phường Chùa Hang để ra quyết định thành lập ban tang lễ theo quy định của Đảng và Nhà nước. Sau đây, thay mặt ban tổ chức lễ tang, tôi thông qua quyết định thành lập ban tang lễ Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên, Đảng ủy phường Chùa Hang. Chùa Hang ngày 11 tháng 2 năm 2022, số 143 QĐ-DU, quyết định về việc thành lập ban lễ tang đồng chí Phan Thị Trình, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, huy hiệu 55 năm tuổi Đảng. Căn cứ điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, căn cứ quy định số 611 QĐ-TU ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về việc tổ chức lễ tang đối với cán bộ diện tỉnh ủy quản lý, xét đề nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy phường, Ban Chấp hành Đảng bộ quyết định điều 1 thành lập ban tang lễ đồng chí Phan Thị Trình, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, gồm các đồng chí có tên sau đây. Trưởng ban 1 là đồng chí Hoàng Thị Thanh Hương, bí thư Đảng ủy, chủ tịch Ủy ban nhân phường. 2 phó ban 1 là đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường. 2 đồng chí Chu Đình Lập, Bí thư chi bộ tổ dân phố 11, Ủy viên Thường trực. 3 là các ủy viên gồm: 1 đồng chí Trần Đình Bộ, Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường. 2 đồng chí Trần Đại Thắng, Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn Thanh niên phường. 3 đồng chí Ma Từ Thị Mai Điệp, Chủ tịch Hội nông dân phường. 4 đồng chí Bùi Thị Mai Lan, Chủ tịch Hội phụ nữ phường. 5 đồng chí Nguyễn Thị Năm, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ phường. 6 đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội người cao tuổi phường. 7 đồng chí Đỗ Trọng Thanh, Phó Bí thư, Trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố 11. 8 đồng chí Hoàng Tuấn Ninh, Truy ủy viên, Tổ trưởng tổ dân phố 11. 9 đồng chí Đào Ngọc Dân, Chi hội trưởng cựu chiến binh tổ dân phố 11. 10 đồng chí Phan Khắc Thắng, Phó Chi hội trưởng Chi hội nông dân tổ dân phố 11. 11 đồng chí Vũ Thị Thúy, Chi hội phó, Chi hội phụ nữ tổ dân phố 11.
12, đồng chí Hoàng Thị Miên, chi hội trưởng người cao tuổi tổ dân phố 11. 13, đồng chí Vũ Văn Việt, chi hội trưởng người chữ thập đỏ tổ dân phố 11. 14, ông Dương Đức Chính, đại diện gia đình. Điều 2, ban tăng lễ có nhiệm vụ tổ chức lễ tang đồng chí Phan Thị Trình, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, huy hiệu 55 năm tuổi Đảng theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước. Điều 3, ban thường vụ Đảng ủy và các đồng chí có tên tại điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký. Ban lễ tang tự giải thể khi kết thúc lễ tang, thay mặt ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư Đảng ủy đã ký đồng chí Hoàng Thị Thanh Hương. Kính thưa toàn thể nhân dân, ban tổ chức lễ tang đã cùng với gia đình thực hiện các nghi lễ truyền thống. Lễ viếng được bắt đầu vào hồi 9 giờ ngày 11 tháng 2 năm 2022 tại gia đình. Trong thời gian diễn ra lễ tang, ban tổ chức lễ tang và gia đình đã đón nhận lời chia sẻ lễ viếng của hơn 400 đoàn đại diện cho các tập thể, tổ chức, cơ quan đơn vị và cá nhân, gia đình, thân bằng, bạn bè quý gần xa, nhân dân khối phố trong và ngoài phường. Ban tổ chức lễ tang xin trân trọng giới thiệu một số đại diện của các đoàn đại biểu như sau. 1. Ban Phụ nữ Quân đội, Bộ Quốc phòng. 2. Cục Chính trị Quân khu 1. 3. Phụ nữ Lực lượng Vũ trang Quân khu 1. 4. Tòa án Quân sự Quân khu 1. 5. Viện Kiểm sát Quân sự khu vực 12. 6. Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh. 7. Đảng ủy Giám đốc Viện Quân y 91, Viện Quân y 110. 8. Hội Phụ nữ Trường Quân sự Quân khu 1. 9. Các trung sư lữ đoàn thuộc Quân khu 1. 10. Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên. 11. Câu lạc bộ Hưu trí Núi Voi. 12. Đoàn luật sư tỉnh Thái Nguyên. 13. Hội đồng hương tỉnh Thanh Hóa. 14. Chi bộ Chính quyền Nhân dân xóm Đồng Thái, xã Hóa Thượng. 15. Chi bộ Chính quyền Nhân dân tổ dân phố 4, phường Chùa Hang. 16. Chi bộ Chính quyền Nhân dân tổ dân phố số 3, phường Chùa Hang. Đoàn đại biểu phường Chùa Hang thay mặt Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân phường Chùa Hang do đồng chí Hoàng Thị Thanh Hương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường làm trưởng đoàn và các đoàn đại biểu của tổ dân phố 11 nơi đồng chí đang sinh sống có. Đoàn đại biểu của cán bộ, đảng viên, chi bộ, tổ dân phố 11, đoàn đại biểu đại diện cho ban công tác mặt trận, các đoàn thể nhân dân tổ dân phố 11, có chi hội nông dân, chi hội phụ nữ, chi hội người cao tuổi, chi hội chữ thập đỏ, nơi đồng chí là hội viên. Đoàn đại biểu các cơ quan đơn vị thuộc mỏ đá Núi Voi, nơi đồng chí đã từng công tác. Và nhiều đoàn đại biểu của các cơ quan đơn vị, gia đình nội ngoại, thông gia, bạn bè, thân hữu gần xa, và nhiều cá nhân cũng đến chia buồn sâu sắc cùng tang quyến. Kính thưa toàn thể nhân dân, thay mặt ban tổ chức lễ tang, tôi vừa thông qua quyết định thành lập ban tang lễ đồng chí Phan Thị Trình và thông báo tình hình tổ chức lễ viếng của các đoàn đại biểu và cá nhân. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời đồng chí Hoàng Thị Thanh Hương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường, trưởng ban lễ tang, thay mặt ban lễ tang lên đọc lời hiếu. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa các đồng chí đại biểu, đại diện cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, tổ chức. Kính thưa các cụ, các ông, các bà và toàn thể nhân dân. Kính thưa gia đình tăng quyến. Thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về việc phân cấp quản lý cán bộ, quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về việc tổ chức tang lễ đối với cán bộ thuộc diện tỉnh ủy quản lý. Thực hiện quyết định số 143 ngày 11 tháng 2 năm 2022 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Chùa Hang về việc thành lập Ban tổ chức tang lễ đồng chí Phan Thị Trình, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, huy hiệu 55 năm tuổi Đảng. Hôm nay, tại gia đình đồng chí Phan Thị Trình, Ban tổ chức tang lễ, đại diện Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, nhân dân phường Chùa Hang, chi bộ, các tổ chức đoàn thể và nhân dân tổ dân phố 11, đại diện các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cùng các anh em, bạn bè, người thân, gia đình hai bên nội ngoại của đồng chí Phan Thị Trình, chúng ta có mặt tại đây để dự lễ truy điệu, lễ tiễn đưa đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng.
Kính thưa các đồng chí và toàn thể nhân dân, trong thời điểm những ngày cuối năm, khi mà nhân dân cả nước vui mừng phấn khởi chuẩn bị chào đón năm mới, đón Tết cổ truyền của dân tộc Xuân Nhâm Dần 2022, mừng đất nước đổi mới và chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Phan Thị Trình của chúng ta lại không may mắn do tình hình sức khỏe yếu phải nhập viện điều trị. Sau 20 ngày đêm, mặc dù đã được các y bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc cứu chữa, nhưng do bệnh trọng, tuổi cao, sức yếu, đồng chí đã không qua khỏi. Đồng chí đã chút hơi thở cuối cùng vào hồi 22 giờ 5 phút ngày 10 tháng 2 năm 2022, tức ngày 10 tháng 12 năm Tân Sửu, hưởng thọ 81 tuổi, trong niềm tiếc thương vô hạn của gia đình, người thân, bạn bè, đồng chí và nhân dân của tổ dân phố chúng ta. Đồng chí Phan Thị Trình sinh ngày 10 tháng 12 năm 1942 tại phường Hải Châu, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí sinh ra và lớn lên trên quê hương giàu truyền thống cách mạng. Gia đình đồng chí đều có bố, các anh chị em ruột là đảng viên. Với truyền thống của gia đình, khi còn nhỏ, đồng chí đã được gia đình nuôi dưỡng, giáo dục, rèn luyện. Đồng chí luôn ý thức được việc vừa chăm chỉ học tập, vừa tích cực cùng gia đình lao động sản xuất, là xã viên hợp tác xã làm muối, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, nhưng cũng hăng hái tham gia các phong trào hoạt động, công tác xã hội tại địa phương. Đến tháng 1 năm 1960, đồng chí tạm biệt quê hương, người thân và gia đình, đã tình nguyện tham gia làm công nhân khu gang thép Thái Nguyên khi tròn 18 tuổi, được đơn vị cử về làm công nhân mỏ đá Núi Voi. Trong quá trình công tác, lao động, sản xuất, đồng chí luôn tích cực, rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cũng như tích cực tham gia các phong trào hoạt động của tổ chức đoàn mỏ đá Núi Voi, nhiều năm đạt chiến sĩ thi đua. Đến tháng 10 năm 1960, đồng chí được kết nạp vào Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam và tham gia Ban chấp hành đoàn mỏ đá Núi Voi. Vinh dự hơn hết, ngày 6 tháng 6 năm 1964, khi đồng chí vừa 22 tuổi, với những nỗ lực cố gắng, với những thành tích đạt được trong công tác, lao động, sản xuất, đồng chí đã được tổ chức đảng ghi nhận, xem xét, kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong suốt quá trình tham gia công tác tại mỏ đá Núi Voi, từ năm 1960 đến năm 1988, với các cương vị, nhiệm vụ công tác được giao như công nhân của đập đá, công nhân vận hành nghiền sàng đá, công nhân nghiền xi măng, tổ trưởng sản xuất, tham gia ban chấp hành nữ công, mặc dù trong điều kiện môi trường lao động, sản xuất của mỏ đá Núi Voi trước đây còn gặp nhiều khó khăn, công việc nặng nhọc, độc hại, song với tinh thần trách nhiệm cao, dù bất cứ cương vị, nhiệm vụ nào được tổ chức đơn vị giao, đồng chí cũng luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biệt, đồng chí còn tích cực tham gia phong trào, công đoàn, nữ công và các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao của mỏ đá Núi Voi, là một vận động viên bóng chuyền xuất sắc, mang nhiều giải thưởng cao về cho đơn vị. Đến năm 1988, đồng chí được nhà nước cho về nghỉ hưu và sinh sống tại tổ dân phố 41, thị trấn Chùa Hang, nay là tổ dân phố 11, phường Chùa Hang. Về nghỉ chế độ tại địa phương, đồng chí vẫn luôn phát huy được tinh thần trách nhiệm của giai cấp công nhân, của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, luôn tích cực tham gia các phong trào hoạt động. Đồng chí đã được chi hội phụ nữ bầu là chi hội trưởng phụ nữ của tổ dân phố nhiều năm, tham gia là ủy viên ban chấp hành hội phụ nữ thị trấn Chùa Hang, hai khóa. Ngoài đời thường, đồng chí Phan Thị Trình là một người phụ nữ sống tình cảm, nhân hậu, chân thành, trách nhiệm, được cán bộ, đảng viên, đồng nghiệp, nhân dân trong và ngoài tổ dân phố tin yêu, quý trọng, là một đảng viên, hội viên, công dân gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào hoạt động, công tác của tổ dân phố, các tổ chức hội, đoàn thể và chi bộ nơi đồng chí sinh sống. Hàng năm, gia đình đồng chí đều đạt gia đình văn hóa tiêu biểu. Gia đình đồng chí là một trong những gia đình gương mẫu có nhiều công lao đóng góp cho tổ dân phố và địa phương trong thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa. Dù ở cương vị nào khi còn công tác và ngay cả khi nghỉ chế độ tại địa phương, đồng chí Phan Thị Trình luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được tổ chức
xã hội phân công, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Kính thưa các đồng chí và toàn thể nhân dân, đồng chí Phan Thị Trình với 81 năm tuổi đời, 58 năm tuổi đảng, với 30 năm tham gia công tác lao động sản xuất tại mỏ đá Núi Voi, 34 năm sinh sống tại địa phương, trên cương vị công tác đã qua, với công lao đóng góp và thành tích đã đạt được trong học tập, công tác, lao động sản xuất, đồng chí vinh dự được Đảng tặng thưởng huy hiệu 30 năm, 40 năm, 45 năm, 50 năm và 55 năm tuổi đảng, được nhà nước tặng thưởng huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhất, nhì, bằng khen, giấy khen và phần thưởng cao quý khác. Về đời thường, đồng chí xây dựng gia đình với cụ ông là ông Dương Đức Việt. Cả ông, bà đều là công nhân của mỏ đá Núi Voi. Đồng chí có 4 người con, 2 trai, 2 gái, là bà của 3 cháu nội, 3 cháu ngoại, là cụ của 2 chất nội và ngoại. Trong gia đình, đồng chí là một người vợ thủy chung, son sắc, là người mẹ tình cảm, đầy nghị lực, trách nhiệm, hết lòng yêu thương chồng con. Đồng chí đã cùng chồng khắc phục những khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và cơ quan tổ chức giao, tích cực tham gia, lao động sản xuất, vun vén xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi dạy các con khôn lớn, trưởng thành. Các cháu nội ngoại của đồng chí luôn chăm ngoan, học giỏi, phát triển trưởng thành. Các con trai, con gái, con dâu, con rể của đồng chí đã và đang tham gia công tác tại các tổ chức, cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang, giữ vị trí lãnh đạo, trọng trách, luôn chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, chính pháp luật của nhà nước, quy định của cơ quan, đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú, cũng như luôn hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, hòa thuận, đoàn kết trong gia đình, dòng họ. Kính thưa các đồng chí và toàn thể nhân dân, kính thưa gia quyến đồng chí Phan Thị Trình. Đồng chí Phan Thị Trình mất đi, đây là nỗi đau, mất mát to lớn của gia đình, dòng họ, đồng chí. Đảng bộ phường Chùa Hang, chi bộ tổ dân phố 11, các tổ chức đoàn thể và nhân dân phường Chùa Hang mất đi đồng chí đảng viên, công dân, một hội viên tích cực của các tổ chức hội, nhiệt tình, trách nhiệm. Than ôi, vẫn biết sinh, lão, bệnh, tử là quy luật của tạo hóa, không sao có thể tránh khỏi. Trong giờ phút chia ly tiễn biệt này, xin gửi đến gia quyến đồng chí Phan Thị Trình lời chia buồn sâu sắc trước nỗi đau thương mất mát không gì có thể bù đắp được, và bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn đồng chí Phan Thị Trình. Từ nay, trên con đường ngõ tù, chúng ta sẽ không còn gặp bóng dáng của đồng chí nữa, nhưng chúng ta sẽ luôn tưởng nhớ tới đồng chí, tiếp tục đoàn kết, phấn đấu, thực hiện hoàn thành thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, thực hiện tốt các quy định, biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 để góp phần xây dựng phường Chùa Hang an toàn, ngày càng phát triển, giàu đẹp. Kính thưa hương hồn đồng chí Phan Thị Trình, trong giờ phút chia ly này, đứng bên linh cữu đồng chí đã có mặt đông đủ chồng, các con, các cháu, các chất, anh chị em ruột thịt, những người thân trong gia đình, dòng họ của đồng chí, các đồng chí lãnh đạo, đại diện cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, các ban ngành đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân tổ dân phố 11 cùng bạn bè, thân hữu gần xa đến dự lễ truy điệu và vĩnh biệt đồng chí. Trước phút di quan, tiễn đưa đồng chí Phan Thị Trình về nơi an nghỉ cuối cùng, cầu mong cho đồng chí được an giấc ngàn thu. Vĩnh biệt đồng chí, người đảng viên trung kiên của Đảng, tôi trân trọng đề nghị các đồng chí cùng toàn thể nhân dân có mặt tại đây, chúng ta dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Tiếp theo, xin trân trọng kính mời ông Dương Đức Chính, đại diện gia đình có ý kiến. Các đồng chí trong ban tổ chức lễ tang, kính thưa các đồng chí đại biểu đại diện cho các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, kính thưa các ông, các bà,
bà con, lối xóm, anh em, bạn bè, thân bằng, cố hữu, gần xa. Mẹ chúng tôi, bà Phan Thị Trình, lâm bệnh trọng, mặc dù đã được y bác sĩ và gia đình hết lòng cứu chữa, song do bệnh trọng, tuổi cao, sức yếu, mẹ tôi đã từ trần. Thay mặt gia đình, tôi xin được trân trọng cảm ơn Ban tổ chức lễ tang, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và các cơ quan đoàn thể phường Chùa Hang, các cơ quan, ban ngành trong và ngoài tỉnh, bà con lối xóm, anh em bạn bè, thân bằng, cố hữu, xa gần đã đến giúp đỡ, phúng viếng và tiễn đưa mẹ tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lúc tang gia bối rối, gia đình không tránh khỏi những sơ sót, mong được lượng thứ và thông cảm. Sau khi đưa mẹ tôi về nơi an nghỉ cuối cùng, thay mặt gia đình, xin trân trọng kính mời Ban tổ chức lễ tang, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các ông, các bà con lối xóm, anh em, bạn bè, thân bằng cố hữu, xa gần, 11 giờ 30 trưa nay về gia đình dự bữa cơm thân mật để gia đình được cảm tạ. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa toàn thể nhân dân, thay mặt Ban tổ chức lễ tang và gia đình, xin trân trọng cảm ơn các đồng chí đại diện cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị. Trân trọng cảm ơn các cụ, các ông, các bà và toàn thể nhân dân khối phố, họ hàng, bạn bè, gia đình, thân hữu gần xa đã đến dự lễ truy điệu đồng chí Phan Thị Trình. Trong lúc tang gia bối rối, Ban tổ chức và gia đình có điều gì sơ suất, mong nhân dân thông cảm lượng thứ. Lễ truy điệu đồng chí Phan Thị Trình đến đây là kết thúc. Ban tổ chức lễ tang đề nghị các đồng chí trong ban lễ tang thực hiện nhiệm vụ được phân công. Lễ di quan đồng chí Phan Thị Trình được bắt đầu.